bông nhiều quá nè. Trà mà tới mùa đông mà nó lên bông vậy đó, lúc nào cũng vậy, năm nào cũng hết. Ủa vậy ha, tới mùa đông cái là bắt đầu có bông hả? Này là cây trà các bạn. Ra nụ ra bông. Rồi chứ từng cái bông này sao? Ta làm trà luôn. Anh cũng không biết. Này qua lại phải không? Lại phải không? À, lại là nhìn không có hơn, chắc không phải lại. Này trà, cây trà luôn á. Trà, trà mà nè mới đó. Giờ cái bông thì nó mùi thơm hơn. Ừ. Anh biết không? Tại vì nhiều khi cái bông á, người ta thường người ta có hay dùng mấy cái bông ta làm trà luôn anh. Tự như trà hoa lài hoặc là trà hoa cúc nữa. Chắc hoa lài quá hả? Anh không biết hoa lài, anh không biết cái tên. Người ta lấy mấy cái bông á, người ta làm, người ta cũng phơi khô để mà người ta làm mấy, trà. Mấy cái trà đen, trà xanh này nọ là cũng từ cái cây này nó ra các bạn. Trà u long nồi này nọ vậy đó. Cái này nghe mùi trà dữ nè. Dạ, cái bông nó thơm á. Nhưng mà cái lá, cái đọt thì người ta hái, người ta ủ. Ủ xong mới lên men á các bạn. Này, ủ lên men nó mới ra mùi trà. Lá còn tốt kìa, mình hái vô mình không, lá non mới được. Mấy cái đọt non, mùa xuân nó lên dữ lắm. Thôi cái mình thu hoạch, mình ủ nó. Ủ nó làm trà. Chứ bây giờ là... Mà con nhận cái trà này hôm nay nó phát lớn anh à. Đúng rồi, ngõ rồi đó mình mua có chút xíu à. Đó, đó mua cái cây có chích nghệ như vậy đó nha. Rồi, dạ, nguyên một lùm. Cây trà thu hoạch vô hết luôn đi em ơi. Hả? Từ thì hôm nay em coi thu hoạch hết luôn. Cái này là lần trước anh nói là cái gì, thất gì á, thất ma ở chị. Thất ma. Dạ. Xin chào các bạn. Hồi đầu xin chào các bạn. Nãy quên. Nãy dù quên luôn. Đậu làm dịch này. Hên đó, anh hên. Không nói là vợ đậu bi la nữa. Dạ, thì cũng là bi la thì cũng là. Wow, đẹp không các bạn? Rồi cái cây ớt mà nó rụng hết lá, nó còn trái luôn à. Quá đẹp luôn mà. Ớt như vậy mới đẹp nè ha. Cũng như ớt kiển nha. Thu hoạch vậy mới thích á. Cắt hết đi, đem vô hết. Hiện giờ coi cắt hết luôn. Ớt vô làm mắm ăn. Vô làm mắm. Cái ớt này cay lắm á cả nhà. Không thiệt. Cái này á là cả nhà trồng mấy cái ớt này thì mình khuyến khích cả nhà, nếu mà ai ăn cay thì mình trồng nha. Còn nếu mà mình ăn cay ít thì mình vẫn trồng cái này uổng lắm. Không phải uổng. Không phải, tại vì nhiều khi trồng chơi, nhiều người ta thích trồng để mà chơi thôi. Không thì nếu làm mà kiển cũng chơi, đẹp chơi, trồng làm kiển rồi này kia thì ok. Mà ý là em nói nhiều khi mình ăn cay thì cay á, thì mình trồng vậy thì để anh uổng công anh trồng, anh hiểu không? Thường thường cái mình hái vô mình ăn, cái mình bỏ vô, mình cắt chút xíu, mình bỏ vô cái nước tương hay nước mắm này thôi các bạn. Xong cái mình không có nói vợ đậu ăn, cái vợ đậu khóc luôn. Thôi thì có cả nhà như hả, ảnh chỉ dầm một chút xíu thôi, mình ăn không được là không được, nó rất là cay. Cũng như nguyên một ngày là vợ đậu là nhăn cái mặt luôn á. Méo mỏ luôn chứ, phải không? Hả? Méo mỏ luôn phải không? Mấy trái xanh thì sao anh? Hái luôn. Hết nhờ bỏ, trái xanh ăn cũng ngon mà. Tại vì mùa này không hái vô thì mai mốt là bắt đầu nó bị, nó cũng rụng hoặc là nó... Ớt cái đâu phải như mấy cái khác, ớt cái xanh nhỏ đỏ gì mình ăn cũng được hết. Rồi giống mình làm mà không có phải làm mắm nha các bạn, cái đó là mình làm là tương ớt. Cái ớt này nếu mà cả nhà đem vô sớm á, mình nếu mà mình đem vô sớm trước khi làm đó cả nhà, thì cái ớt nó còn sống được ha. Nó còn giữ được lâu, nó còn giữ được lâu chút xíu á. Wow, màu này quá ha. Tôi cho một quả trái này. Ô anh nghĩ là cái này không phải là ớt ma, ớt ớt Carolina Reaper, quên nữa các bạn. Hình dáng à, cái ớt ma thì nó khác hơn chút. Mà cái ớt Carolina Reaper thì các bạn thấy nó sần sùi chút xíu. Nó nhăn đó các bạn. Nó cay hơn ớt ma luôn. Cay hơn có mấy lần em ơi. Dữ vậy hả? Ừ. Ừ, hình như cái này bữa lần trước anh nói là nó đứng thứ hai trên thế giới hả? Cái này là vô địch thiên hạ các bạn. Hả? Thấy không? Vô địch thiên hạ. Cũng như là độc cô cầu bại á các bạn. Đó. Cái này độc cô của bài của thế giới ớt nè. Nó cay nhất ha. Ừ. Một kiếm thôi là rớt lưỡi em ơi. Phòng lưỡi. Cái này ăn chắc một năm ạ. Cái này ở nhà chỉ có một bình đậu ăn thôi à. Cho nên ăn từ từ thôi chứ không có nhiều. Cái này ớt gì nè? Ớt này mới hổng là ớt mấy màu nè. Ớt của... Đúng rồi. Ớt 5 màu.
Giờ nên cả nhà thấy năm màu mà giờ nó cũng ra thành màu đỏ, nó chín cái màu đỏ. Ớt này là ớt ngũ sắc Trung Hoa các bạn. Cái này đáng lẽ là nhiều lắm á, mà cả nhà biết sao không? Tại do là mấy hôm trước mình bán đồ á, xong rồi mỗi người cứ họ lại họ thấy á, họ thấy cái họ xin một ít cả nhà. Người ta thấy mình trồng mấy cái trái ớt này người ta thấy lạ đó cả nhà. Ừ. Xong rồi người ta xin. Xin đó. Về một là ăn, không thôi là để làm giống các bạn. Giống. Dạ. Đó. Thế là cả nhà biết sao không? Nếu mà ớt bình thường á ở ngoài chợ đa số là bán toàn là ớt Thái ha nè. Ừ. Thì hình như là bán là đa số là ớt Thái không cả nhà. Không thôi là ớt cay, nhất là anh thấy là mấy cái tiệm Tây nó bán là mấy cái ớt habanero á các bạn. Dạ. Ớt ra thì ăn cũng rất là ngon, nó cũng cay, là nó thơm nữa. Mình cũng rất là thích ăn cái trái ớt đó. Đó, ớt này ớt gì nè? Ớt đen. Vậy cắt chùm chùm vô. Giờ nó chín nó đỏ hết rồi các bạn. À, để ăn khi nào ăn hái. Rồi để đi mình lại. Hả? Khi nào ăn quá cũng cay lắm, ăn thử coi. Hái trái ăn thử coi. Em không ăn không đâu. Ớt mà kêu ăn không ăn thử nghe nghe làm như là ngon nhìn, lắm. Nhìn cái mặt vậy mà sao nhát vậy ta? Ừ. Nói nhìn. Gì chứ đừng kêu thử mấy trái ớt. Nhìn giờ mặt kia giờ đậu chì thấy sợ mà không dám ăn ớt. Thôi ăn đại trái đi. Thôi. Ăn cho các bạn coi. Được. Đi trái à, trái chút xíu rồi các bạn. Thôi. Cái này giống cái ớt, cái ớt ấy của cái ớt mà mắc nhất thế giới. Ừ. Giống giống à. Giờ mình đang mua giống cái ớt mắc nhất thế giới các bạn. Mất về. Ra nghe đây trái ớt ăn rất là thơm. Ừ. Nên ăn thử coi. Ừ. Cái này thì không có thơm, nó cũng được được rồi, cái mùi vị thì cũng không thơm các bạn, nó thấy mùi vị nó cũng lạ. Sao lạ? Nó chua chua, không có thơm. Vậy sao cái loại này nó cái cây giống nó mắc dữ vậy? Giống đầy giống nó lạ thôi. Nó lạ. Lần trước anh mua hình như là 6 7 đồng. Này là cũng như là mình trồng ở kiển các bạn, cũng như ở kiển thôi. Cái cây nó cái lá đen hay ráo à, cây trái thì cũng đen nữa, chín thì nó đỏ thôi. Ăn thì cũng cay cay, cũng tự tựa như ớt Thái thôi chứ không có cay. Cũng như ớt Thái nữa. Tựa tựa thôi. Như ớt Thái cũng ngon á. Mà ớt Thái ăn ngon hơn. Đó, ớt Thái ăn thì nó có mùi vị hơn, nó thơm hơn chút xíu. Còn cái này nó lạ. Nè cái này là mấy trái ớt Thái của hai vợ chồng đậu nè. Cái này là ớt Thái. Nè. Đó. Mình cũng ra đây trời mưa mình lâu lâu có mình ra mình cũng bức ăn. Không mà ớt Thái. Ớt Thái nhà trồng thơm lắm cả nhà. Ừ, ngon. Cái này mấy trái chín rồi. Em lại đây anh chỉ cho các bạn mấy cái trái ớt ấy nè. Rồi nó cũng bị rụt hết rồi ha. Mấy cái loại này là mấy loại ớt habanero nè các bạn. Nó ăn rất là thơm. Nè đây chín nè. Cũng cay nữa các bạn nào mà nè, cái này loại khác. Khác nữa. Ủa xanh trồng nhiều loại vậy ha. Nhiều lắm. Cái loại này mới là habanero. Ừ. Habanero màu vàng, màu cam. Bên kia nữa nè. Đây chắc ớt ma đó, cái đó ớt ma. Ớt ma. Ừ. Thấy nó khác không? Ừ. Ớt ma thì nó cái sần sùi hơn. Hay là cái ớt này là ớt ấy luôn ta? Không. Cái đuôi nè, cái chắc cái ớt này là ớt cũng Carolina Reaper luôn, mà màu vàng. Các bạn, hai cái thì nó cũng tựa tựa giống nhau, nhưng mà một cái thì nó láng, một cái thì nó có cái đuôi nó sần sùi. Đúng rồi. Dạ. Cái này là ai mà muốn tìm hiểu về ớt á? Vô xem cái vườn ớt của anh đậu gì đâu mà trồng ớt cay quá trời luôn á. Bên đây thì cũng giờ đầu cũng còn mấy cái cây ớt này chưa ăn hết nè. Ớt Thái nhiều ớt lắm. Ớt Thái do là đầu mùa là mình chỉ có lấy một trái ớt thôi à, mình lấy một trái ớt như thế này nè, xong bắt đầu mình rải hột là bắt đầu nó lên quá trời luôn, rồi mình cho ra ngoài vườn hết luôn. Cái này là thành quả của vợ chồng đậu mê chơi. Chơi riết mà để cho một gì con. Cái này là ớt ớt táo nha các bạn. Ớt táo này ớt táo lùng. Nếu mà các bạn muốn giống cái ớt này thì các bạn là nhà đậu mới có thôi. Ôi, cái này phải chùi rửa lại mới được. Này rửa lại thì bởi vậy lụm bỏ rồi ổ này rửa lại. Mấy cái trái ớt táo này mà rụng cây ăn nếu mà nó không bị hư thôi ăn được, không sao. Con này nó ăn thôi chứ. Nếu mà các bạn tiết kiệm thì các bạn gọt ra. Gọt ra. Tại ớt cái nhà, mấy trái ớt này ở nhà trồng cho nên chợ đậu tiết kiệm lắm. Tiết kiệm. Mua ở ngoài chợ thì mình không có lo. Lần mà... trước tính ra là 20 mấy trái á, nhưng mà không có thu hoạch mà để hả, đi hái nấm mà bỏ bê riết nó rụng từ từ nó bị hư cả nhà.
ớt này cũng là tựa như ớt rừng, ớt dại. Mình đi ăn sạch sẽ không sao các bạn. Biết không, cái này nè, cái táo này nè cả nhà, nếu mà bình thường á, bây giờ nếu mà cả nhà đi ra ngoài rừng á, táo dại ở ngoài rừng là bây giờ là không có rồi. Hết rồi. Hết rồi. Dạ, chỉ có cái cây táo như cây táo của mình trồng ở đây nè. Ở như chỗ mình hình như là nó ấm hơn là mấy trên rừng hay là sao á anh hả? Đại sát nhà. Hả? Ồ, mình trồng sát nhà. Như nhiều kia đại cái giống táo nữa lên lâu hơn nữa. Hay là sao? Nhưng mà nếu mà các bạn nào muốn coi cái cây táo và trồng đậu như cây táo rừng thì cũng trễ rồi, giờ hết trái luôn rồi. Nhưng mà lần trước á mình thu hoạch á cả nhà, thì cái lúc đó không biết sao mình ăn thì nó chua cả nhà. Hay là có khi nào nó chưa chín không ạ? Chưa chín, bây giờ chín rồi nè. Thì giờ là nó chín rồi nè cả nhà. Đó. Còn cho bạn coi. Wow. Nè, còn ngon không? Nè. Quá ngon. Thì giờ thử coi nó ngọt không ạ? Vừa nửa kia đi. Nữa nào. Nè, thấy ngọt cái này ra cái đó. Đó, cái màu thì rất là đẹp các bạn ha, coi kìa. Ở trong. À, có thủ sẵn chéo muối luôn, nếu mà chua thì chấm muối. Đó, ngọt không? Ngọt chua chua. Nó bột đó nữa. Tại bây giờ nó chín rồi các bạn. Dạ, nó chín dữ hả? Cái này thì chín dữ nên nó cũng giòn, nó cũng còn giòn. Nhưng mà lần trước thì hái là nó chua lắm cả nhà, nhưng mà bây giờ thì nó có cái độ ngọt chút xíu. Nhưng mà cũng vẫn còn chua. Mà lần trước thì nó giòn dữ lắm. Mỗi lần làm mệt mà ra ngoài vườn á là chủ yếu là muốn thu hoạch mấy cái trái cây mà ăn tại vườn luôn. Ở nhà trồng nữa vậy ăn thấy thích anh hả? Ngon không? Giòn á, nó cũng giòn. Cũng ấy rồi, cũng bột rồi, cũng bột mà cũng hơi dần giòn. Cái muối không? Thôi. Cái ăn gì chua chua, cái mình thích chấm muối. Này nó chua chua ngọt ngọt, mình cũng rất thích cái mùi vị như vậy. Le que hai nay hai vợ chồng đi vòng vòng le que thu hoạch vài trái này trái nọ ăn chơi vậy. Dạ. Cái làm đây chủ yếu là thu hoạch cây hồng này đó nha. Hồng thì đáng lẽ là tới 20 mấy trái lận. Nhưng mà mình bỏ bê, mình lo mình đi chơi á. Rồi nhờ thì nó rụng từ còn, chứ còn có được có mấy trái à. Nhiều trái cũng bị hư rồi ha. Đó, chín dưỡng á anh. Có mấy trái này chín dữ rồi, các bạn nào mà thích ăn chín á thì mình nó màu như vậy. Với lại anh biết sao không, em thì em thích ăn mấy cái trái hồng hồng như thế này nè. Nó giòn không nè. Nó mềm nè, cái này có hai loại nè, cái này là cái trái này nó còn độ giòn nè cả nhà, còn cái trái này thì nó mềm vậy thì anh ăn tựa như mấy cái trái hồng trứng đó anh. Anh thường thì anh thích ăn mấy cái trái chín. Cái này thì còn chín, nó cũng chín rồi mà nó giòn giòn nè các bạn. Nó còn vàng vàng. Biết sao? Trời á, hiện tại bây giờ lạnh đó cả nhà. Nè, anh coi trái hồng nè. Hiện tại bây giờ thì rất là lạnh luôn. Mà bây giờ đi ra ngoài vườn ăn cái trái hồng chín cây như thế này rất là ngon luôn. Anh ăn thử cái này đi. Nó này. Chín như vậy thì em ăn em thấy thích hơn. Nó tựa, nó na ná như cái trái vú sữa cả nhà. Nó ngọt lắm các bạn. Đúng không? À, nó dẻo. Ngon quá. Cũng như mà đường dẻo vậy. Cũng như là mấy cái jello vậy em. Đó. Nó mịn mịn, nó ngọt ngọt. Hồi đó bên Việt Nam cả nhà thích mấy cái trái hồng mà nó nhỏ nhỏ cả nhà. Mấy trái cái loại đó thường mình mua về cái mình để tủ lạnh á. Để tủ lạnh cho nó lạnh thiệt lạnh xong cái bắt đầu mình lấy ra hả, trời ơi mà cái vỏ nó mềm mà nó chín nó mềm như thế này nè cả nhà, ăn nó ngon gì đâu luôn á. Mấy bữa trước anh đi chợ anh thấy có mấy cây hồng của bên Peru ha nè, trái hồng của tí nị à. Mà nó gọi là cái trái hồng kẹo, cái trái hồng đường á,
ăn vô rất là ngọt, nó chín mà nó mềm luôn, cũng như trái cà vậy đó, cà tây vậy đó, cà chua đó. Mà ăn vô rất là ngọt. Còn nay à, tay nhỏ xíu à, bằng trứng cút à. Sao bằng trứng cút? Ừ. Mà nó tươi hay là nó khô? Bằng trứng không gà các bạn, không phải mà trứng cút. Mà nó tươi hay là nó khô? Chín rồi, thì tươi. Tươi hả? Ừ. Mỗi mua nào? Anh thử thôi, chứ không có, anh về anh đâu có cho em ăn. Hồng này các bạn thử hồng này đi. Anh mua nào? Anh mua không có nhà. Bây giờ hỏi. Chết rồi, bể mánh các bạn ơi. Ham ăn. Đi mua về mà ăn có à, cho cái hồng này nè, này ăn tử này đi. Ăn tử này đi. Tự nhiên giờ mới lòi ra. Anh nhớ nhớ gì chưa? Mà giờ ra ngoài đây lạnh lạnh ăn đã anh hả? Ừ. Hả? Ít dễ sợ luôn. Cái này là trái nó chín chín giòn giòn các bạn ha. Ừ. Này thì cái màu nó khác. Nó vàng chút xíu. Nhưng mà hồng thì mình để cho nó chín cay vậy, cái nhà ăn nó không có cái độ chát. Không phải các bạn phải hái đem vô nhà vú nó. Chứ lại mình ủa? Hái mình đem vô trong nhà thì mình để từ từ nó cũng chín à. Ừ. Mình để vậy thì nó sẽ ngọt đậm đà hơn cả nhà. Ừ. Nhưng mà cái này tại vì mình để cho nó chín cay luôn á, bởi vậy thì ăn bây giờ cũng ngon lắm. Ừ, ngon quá. Với lại tích cái là giờ ngoài trời nó lạnh á, nó tựa như là tựa như mấy cái trái hồng này nó đang ướp lạnh á anh. Ừ. Hả? Ngon. Giờ mình để trên cây vậy mình ăn từ từ các bạn ha. Ừ, thái luôn. Thái luôn hả? Ừ. Không biết sao, anh để nữa là nó rụng á. Dạ. Nó rụng hết uổng lắm. Mấy ngày nay nó rụng rồi, hết. Cứ ngắt anh nữa hả? Phải cắt à. Cái này nó đu. Ui, rồi trái rụng rồi. Có thấy chưa? Rồi, rụng rồi. Ừ. Nè. Ừ, ngon. Cầm. Cắt nó hả? Hỏi đi. Mấy trái chín này hái được. Ừ. Ừ, cái này nó chín rồi nè. Cái này em đem vô ăn từ từ, ăn thành hồng hồng mềm á. Đây mấy trái chín mình vô mình sấy ăn ngọt lắm các bạn, sấy khô á. Ừ, đúng rồi, cái hồng này nếu mà cả nhà đem sấy khô ngon lắm nha. Mấy trái mà sấy khô thì cũng có đặng mua hái mấy trái chín vậy nè, nó đỏ vậy nè. Vô ăn rất là ngon, sấy khô rất là ngọt luôn á. Nó dẻo. Nó đen đen gì chưa trong nó nãy giờ đậu cắt ra nó tươi trong rồi các bạn. Tươi trong rồi cả nhà. Như cái này thì nó chín cay nè. Ừ. Nó chín vậy ăn mới ngọt nè. Nè mấy trái này vô sấy khô, bỏ vô cái áo sấy cái nó thành nó dẻo luôn ngon. Sấy khô là sao làm tự nhiên. Cũng như hồng keo gió á. Sấy khô cũng như là hổm chị Hai đã làm đó. Ờ, mình sấy. Nó ra tựa như là mứt hồng á. Mứt, hồng là mứt á. Ừ. Ờ. Rất là ngon, mà mình không có bỏ đường gì vô hết ráo á. Ừ, cái hồng này là nó ngọt tự nhiên cả nhà. Nó ngọt tự nhiên bởi vậy thì không có cần đường gì hết. Nếu mà cả nhà càng sấy thì nó càng giữ được cái độ ngọt ha. Ăn lên nó dẻo ngon lắm. Tự nhiên nó khô lại cái chất ngọt của nó đậm đà thêm á. Mấy đầu mùa mới rất là nhiều trái nhưng mà sau từ từ nó rụng bớt á các bạn. Cái cây này coi như cái mình trồng mấy năm rồi mà nó chưa mạnh dữ. Như đây bị lá rụng hết đó ha. Thì nó rụng mất rồi. Đó mấy hôm nay là nó rụng cái trái nè, con này nó chín dữ luôn nữa. Thằng trái bên kia nữa kìa. Cái hồng mình thu hoạch được có mấy cái à. Đây, đi vô. À, đây là cây ổi của hai chồng các bạn. Họ mình đem ra nè. Mấy cây khác rụng lá hết đó à. Mình rất là ngạc nhiên. Cây ổi của mình thì nó còn. Có khi nào cái cây ổi này nó chịu anh? Nhưng mà phải chuẩn bị bao phủ lại à. Em thấy cái lá nó vàng vàng nó đỏ. Không, mình đem vô các bạn, mình đem vô để cho chắc ăn. Tại mình cũng mình thấy nó mạnh thiệt, mình mốt mình sẽ từ từ mình thử cái mùa đông nó sống được không. Nhưng bây giờ mình đem vô mình Anh em nghĩ cái này nếu mà
Tại vì bên đây cái nhà cây ổi á, là mình có nhớ em cái nó trồng cây ổi ở ngoài sân, nhưng mà tới mùa đông á, nó bao củ lại, nó lấy đứa em nó lấy cái bịch nó bao củ lại anh, nó bó lại á. Thì cây ổi đó, cây ổi khác bằng cái loại cây ổi, cây dứa, ổi dứa. Ổi dứa. Đúng rồi, cây pineapple guava các bạn. Nhưng mà anh thấy đi nè, cái này cái lá nó dày hơn. Nè, sát bên là cái cây mắng cầu nè cả nhà. Mà cả nhà xem cái cây mắng cầu mà mình để ngoài sân coi, giờ nó trơ trụi luôn nè. Cái thân thì nó còn sống nha. Nhưng mà mấy cái nhánh này là kể như là nó bây giờ mình đem rồi. Vô rồi nó sẽ lên lá lại. Mà cái cây ổi thì nó còn tươi trong mà cái cây ổi thì lại còn tươi trong. Cũng đem ra một lượt hết luôn cả nhà. Đó. Chính là cây ổi nha nó mạnh. Ăn cái cà ri này nó chịu khí hậu mát á hả? Cà ri này cũng mới đem vô luôn. Đem vô nhà luôn. Đem vô nhà hả? Em phải lấy mấy cái lá cẩm em đem vô luôn. Lá cẩm cũng còn tươi các bạn ha. Dạ. Để coi lá cẩm đem vô. Kinh giới phải không em? Hả? Xả nè. Xả. À, tại nay mình có ớt rồi mình có hoạch ít xả cả nhà. Đi vô trong nhà để kho, lấy con gà ra kho, kho gà kho sẵn ớt à. Gà Hàn Quốc. Gà Hàn Quốc. Nhưng mà anh thấy năm nay nè cả nhà, như tại vì cái này lần đầu tiên mình để như nguyên một bụi như thế này luôn, mà anh thấy là nó lên không có tốt bằng. Mình không có chiết. Dạ, mình không có chiết ra cả nhà. Như nó lên cái tự nhiên cả nhà thấy cái tép nó rất là nhỏ luôn. Xả này năm rồi thì nó ăn lắm ha. Xả thì các bạn chiết thường xuyên thì nó có khoảng trống á các bạn, nó lên nó bự hơn. Vậy hả? Ừ, có mấy cái tép nữa lên bự nè. Thì nó chín nữa đó. Ở đâu vậy? Ê, cái này anh xấy dòng á, anh xấy dòng nè. Wow, cũng ngon quá nè em. Cũng ngon nè. Biết cái lá xả nè anh. Cái nhà biết mùa này á mà ở nhà trồng được cái bụi xả cũng lợi lắm nha cả nhà. Như ha, nếu mà mình bị cảm á, mình hái xả vô mình xông á anh. Mình xông với lá xả đó, nó làm nó giữ cho cơ thể của mình ấm á anh. Ừ. Ha. Với lại mỗi lần ăn cái là ra ngoài thu hoạch cái mấy cái xả nó tươi như thế này là cái nhà nó thơm dữ lắm. Mới đẻ nhìn coi mà thấy cái mùi xả nó thơm dữ sợ. Đúng rồi. À, nó thơm dữ lắm cả nhà ơi. Ừ. Anh biết cái lá xả này làm gì nữa không? Xong có con đồ xông con đó các bạn. Mấy người có bầu rồi á. Cái này năm nay mình canh cũng đúng mùa, vợ đậu cũng đang có bầu á các bạn. Gì cười, nói thiệt mà. Nói đi muốn nổi khi nào xanh. Tới mùa xuân là sẽ xanh. Ok, mùa xuân sẽ rinh một đứa em bé ra cho cả nhà khoe. Nói cái bầu thôi, nó tính ra mùa xuân khoảng chừng vài tháng nữa là xanh rồi đó. Sao tại vì vợ đậu nó nhỏ, vợ đậu rất là nhỏ con cho nên có bầu cũng nhanh lắm, vài tháng là xanh liền à. Cũng như mấy con cút vậy. Wow, cái này dễ ha. Cái này tức ra vậy nó dễ. Làm xả ớt ngon. Ô, nước em. Này làm xả ớt mấy cái lá xả nè. Cái lá xả này em vô mình luộc ớt quá anh. Đúng rồi. Luộc ớt rồi mình lấy mấy cái lá xả này mình bó lại như thế này nè cả nhà, mình bỏ như mình luộc, mình hấp. Hôm nay mình nấu cà ri rồi mình dùng lá xả mình bỏ vô là cái nước đó các bạn. Ở bên đây cả nhà biết sao? Ở bên đây thì trồng cái gì nó cũng khó khăn, nó cũng hiếm lắm, nhưng mà cái gì mà thơm, cái gì mà tận dụng được thì dùng. Mình dùng hết rồi chứ mình không có bỏ gì hết. Mình có khí đâu phải gì giống Việt Nam đâu các bạn. Bên Việt Nam khí. Phải... Bên Việt Nam. Bên Việt Nam nhiều khi mình thấy tại vì khí hậu rất là dễ trồng cái nhà mấy vậy họ phơi, nhiều khi mình thấy nó cũng hơi phí có cái là mấy cái lá cái họ bỏ hết rồi. Nha. Họ dùng mấy cái thân. Nói gì đó. Thì nói chứ rau cải bên đây đâu không có đâu bao giờ bằng bên Việt Nam hết các bạn ơi. Đúng vậy. Làm tươi đâu. Rõ rồi. Chắc lấy cái nào nó bự nữa thôi. Này nè. Cái này mốt em chiết ra hả nè. Chiết ra cho cái đầu nó bự hơn. Cái này thì mốt mình đem vô nhà kính các bạn. Dạ cái này mình đem vô nhà kính cả nhà. Sao cái nó sống quanh năm qua rồi. Năm sau. Cái này cả nhà biết sao không? Cái này nếu mà cái này mình trồng ra trong nhà kính á. Em nghĩ nó ra nhiều lắm à. Nó ra con rất là trồng nhiều đất luôn ha. Năm sau mình trồng xuống đất luôn. Thôi anh trồng xuống đất tốn anh khùng á. Không sao. Hả? Tốn anh khùng anh ơi. Mình làm thêm. Cần giữ đâu. Hả?
thôi giờ mày đủ chưa? Đủ rồi. Còn cái bự rồi nó không? Hả? Thôi lấy mớ này thôi. Thấy nó đi ha. Được rồi, đủ rồi. Đúng rồi. Ok, một cái nữa nè, em bẻ đây. Đây nè. Đây. Đi vô. Nhận anh đậu này hái, hái mà biết nhìn cái bụi xả nó tơi tả của bà. Trời ơi. Nó hết đẹp à. Mày vợ có bầu phải ấy, phải ráng chịu thôi các bạn. Nè. Ở nhà cái này á là mình thu hoạch về, nhưng mà cái chậu xả này tiện ngồi coi chút xíu nữa mình coi, mình anh đậu anh sẽ rinh vô trong nhà kính ở nhà. Như mình làm vậy thì mình sẽ giữ được lâu hơn, là mùa xuân tới mình sẽ có xả mình trồng tiếp nữa. Chứ mà các bạn để ngoài sân như vậy thì tới mùa đông nó đông đá cái là nó chết liền à. Dạ, nó đông đá là nó bị chết cả nhà, như cái gốc của nó bị úng á. Còn không, nếu mà bạn nào muốn giữ cho nó tốt nữa thì mình lấy đồ mình bao phủ lại. Bao phủ dạ. Mới đem vô nhà. Hả? Đem vô nhà. Đem vô nhà thì không có chỗ mà để. mùa đông cái gì cũng tiếc, cái gì cũng muốn đem vô nhà hết, cái nhà tự như là một cái rừng cây xanh ở trong á. Hôm nay coi vậy cũng được một nồi gà kho xả ớt rồi các bạn. Dạ thì ở nhà thì có đầy đủ sẵn rồi, như là ớt cũng có sẵn rồi, xả cũng có sẵn rồi, cái gì mình cũng hái tươi hết, vô nhà kho thì nó ngon lắm. Thôi vợ chồng mình cũng xin cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi kênh của vợ chồng mình. Nếu cả nhà thích thì hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ cho vợ chồng mình nữa. Cảm ơn các bạn cả nhà rất là nhiều. Bye bye. Bye bye.